Ngày 14 tháng 6 tại nhà văn hóa tổ 4 thị trấn Đông Anh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Bệnh viện 19 tháng 8 tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện gắn kết cộng đồng, lan tỏa những hành động nhân ái. Tham gia ngày hội có gần 400 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động và người dân đến từ các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền tổ chức, sắp xếp khoa học và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên, nên ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 của huyện đã thu được 322 đơn vị máu an toàn. Ngày hội hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành một hoạt động thường xuyên và ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái. Hoạt động này đang được nhân rộng, lan tỏa đến đông đảo quần chúng với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.